Rồi là chúng ta có thể tải phần mềm về rồi. Đó, đây này, mình đã có iCloud như này rồi. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta đã hoàn toàn khắc phục được cái lỗi là không thể tạo ID Apple rồi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Vọc Vạch của mình. Trong cái video clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục cái lỗi là không thể tạo ID Apple nhé. Cái con iPhone của mình là một ví dụ. Mình sẽ vào cài đặt nhé. Sau đó mình sẽ vào đăng nhập vào iPhone này. Và mình sẽ tiến hành tạo một cái ID Apple mới nhé. Đó thì các bạn cũng nhìn thấy cái lỗi là không thể tạo ID Apple này. Và nó báo là do là bạn đã sử dụng cái iPhone này để tạo quá nhiều cái ID Apple mới. Chính vì vậy mà nó không cho chúng ta tạo thêm nhé. Để khắc phục cái lỗi này thì các bạn, một là các bạn có thể liên hệ với trung tâm hỗ trợ của Apple. Hai là mình sẽ tạo một cái tài khoản ID Apple ở trên một chiếc máy khác và sau đó mình đăng nhập vào chiếc máy iPhone này nhé. Còn nếu mà các bạn nào mà vẫn muốn liên hệ với trung tâm trợ giúp của Apple thì các bạn có thể làm theo mình nhé. Thì các bạn sẽ chọn vào cho mình là tìm hiểu thêm này. Mình thì mình không làm theo cái cách này nhé. Còn nếu mà các bạn nào vẫn muốn liên hệ với trung tâm của Apple thì các bạn có thể làm theo mình. Các bạn sẽ kéo kịch xuống phía dưới của trang, rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào là Get Started này. Đó thì nếu mà đây là ngôn ngữ chưa là tiếng Việt ấy, thì các bạn sẽ chọn phía dưới đây và các bạn sẽ chọn là ngôn ngữ là tiếng Việt. Ngôn ngữ của trang nó sẽ chuyển về tiếng Việt cho các bạn nhé. Sau đó là các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục là iPhone này. Và ở đây các bạn sẽ chọn cho mình cái mục là đây, ID Apple và iCloud nhé. Rồi các bạn sẽ tìm cho mình cái mục là tạo ID Apple này. Đến đây nếu mà các bạn muốn nói chuyện với bộ phận hỗ trợ của Apple ngay thì các bạn chọn cho mình cái tùy chọn này nhé. Còn nếu mà các bạn muốn lên một cái lịch cuộc gọi thì các bạn chọn cho mình vào cái tùy chọn này. Đó, ví dụ mình muốn liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple ngay bây giờ nhé thì mình sẽ chọn vào đây này. Sau đó là các bạn sẽ điền cho mình tên này, rồi là họ này và cái địa chỉ email của các bạn nhé. Và số điện thoại của các bạn, Apple sẽ gọi điện cho các bạn nhé. Thì thông thường sẽ là một cái cuộc gọi từ đầu số của Singapore nhé, gọi cho các bạn. Khi mà các bạn chấp nhận cuộc gọi sẽ là một cái cuộc gọi tự động của bên Apple. Họ sẽ hướng dẫn các bạn làm theo các bước để các bạn làm sao để cố gắng để gặp được nhân viên của Apple. Lúc đó thì chúng ta sẽ cung cấp những thông tin rồi làm những cái yêu cầu của chúng ta để cho nhân viên Apple giải quyết cho chúng ta nhé. Còn mình sẽ không chọn cái cách này vì là cái cách này khá là mất thời gian. Mình sẽ làm theo cái cách mình sẽ mượn một cái iPhone khác và mình tạo một cái tài khoản ID Apple. Sau đó là mình sẽ đăng nhập lại trở lại cái con iPhone của mình nhé. Ví dụ bây giờ mình đang có một con iPhone vừa mượn được. Bây giờ mình sẽ tiến hành tạo một cái tài khoản ID Apple trên cái con iPhone này nhé. Mình sẽ vào cài đặt này. Mình sẽ tiến hành tạo nhanh nhé. Các bạn nào mà biết cái bước tạo tài khoản này rồi thì các bạn có thể bỏ qua cái bước này nhé. Sau đó là mình sẽ chọn ngày tháng năm sinh này, ví dụ đây nhé. Và mình chọn tiếp theo này. Đây mình sẽ điền là họ tên nhé. Chẳng hạn là Nguyễn Văn Hoàng đi. Rồi. Đến bước này thì mình sẽ chọn cái tùy chọn là nhận email iCloud miễn phí nhé. Và mình sẽ điền vào đây ví dụ là NV Hoàng 88 đi. Đó, cái đuôi là a@icloud.com mà mình sẽ chọn tiếp theo này. Đó, như vậy là mình sẽ tạo được cái iCloud với cái tên như thế này nhé, nvhoang88a@icloud.com. Mình sẽ chọn là tạo địa chỉ email này. Đến đây thì mình sẽ điền vào mật khẩu nhé. Mật khẩu thì các bạn nên bao gồm chữ viết hoa này, chữ viết thường, số và ký tự đặc biệt nhé. Còn ở đây mình tạo một cái mật khẩu đơn giản thôi. Ví dụ chữ H đầu tiên viết hoa này, Hoàng này 1988 đi chẳng hạn. Ở phía dưới xác minh thì mình sẽ điền giống cái mật khẩu ở phía trên nhé. Đó, và mình sẽ chọn là tiếp theo này. Câu hỏi bảo mật này thì mình sẽ chọn ví dụ đây đi, người bạn thân này, thời thanh thiếu niên thì ví dụ mình điền tên là Hoàng đi này. Câu hỏi 2 này, biệt danh lúc nhỏ của bạn là gì này, ví dụ Hoàng. Tiếp theo, đây ví dụ tên người quản lý đầu tiên của bạn đi, mình cũng điền là Hoàng đi. Rồi mình sẽ chọn tiếp theo nhé. Ở đây nó không cho mình trả lời những câu hỏi bảo mật giống nhau, vì vậy mình sẽ phải chỉnh sửa lại nhé. Và cái cuối cùng mình sẽ đổi đi nhé, Nguyễn đi, biệt danh lúc nhỏ là chẳng hạn là Hà đi chẳng hạn. Mình sẽ chọn tiếp theo này.
Ok, và mình sẽ chọn là đồng ý nhé. Đồng ý này. Đó, và bây giờ nó đang đăng nhập vào iCloud rồi. Các bạn chờ đợi một chút nhé. Đó, như vậy là mình đã tạo được một cái tài khoản iCloud ở trên cái máy khác rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đăng xuất ra khỏi cái máy này nhé. Rồi, mình sẽ đăng xuất ra đi. Nếu các bạn sợ quên thì các bạn nhớ ghi cái tài khoản iCloud đó ra giấy. Bây giờ thì mình sẽ đăng nhập vào cái máy của mình nhé. Đó đây. Các bạn sẽ điền cái tài khoản của bạn vào đây nhé. Vừa mà chúng ta lập ở trên cái máy mà chúng ta mượn đó. LV Hoàng này, 88 này, A còng này, iCloud.com này. Các bạn chọn tiếp nhé. Mật khẩu thì các bạn điền vào cái mật khẩu iCloud mà các bạn tạo đó. 1988 này. Mình chọn tiếp này. Đó, như vậy là nó đăng nhập thẳng vào iCloud rồi. Mình sẽ chọn là OK đi. Đó, như vậy là mình đã đăng nhập được vào cái chiếc iPhone này rồi. Các bạn cần phải vào iTunes App Store nhé. Nếu mà các bạn muốn tải phần mềm. À đây, nó tự vào đây rồi nhé. Và bây giờ mình sẽ thử tải một cái phần mềm nào đó nhé. Vì cái tài khoản này chúng ta vừa tạo nên chúng ta phải trải qua một cái bước nữa là bước xem xét nhé. Nên mình sẽ thực hiện luôn này. Các bạn sẽ chọn là nhận cho mình nhé. Cài đặt này và mình điền vào cái mật khẩu iCloud. Đó, thì vì là cái tài khoản này chúng ta vừa tạo nên chúng ta phải trải qua một cái bước là bước xem xét nữa. ID Apple này chưa được sử dụng trước đây. ID Apple này mình mới tạo nên mình phải qua cái bước là xem xét này. Đó, đến đây thì mình sẽ đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Sau đó mình chọn tiếp theo này. Đến đây thì các bạn mặc định là phương thức thanh toán nó đang là chọn là không nhá. Các bạn cứ để nguyên luôn. Ở cái đường này thì mình sẽ chọn ví dụ. Ở đây mình ví dụ thôi nhá. Ở cái này thì các bạn có thể điền tùy ý thôi. Thành phố mình cũng điền là Hải Dương luôn đi. Và cái mã zip code ở Hải Dương là 170.000 này. Số điện thoại này thì các bạn cứ điền tùy ý nhá. Đó, rồi mình sẽ chọn xong này, chọn tiếp theo này. Đó, như vậy là ID Apple đã hoàn tất rồi. Và mình sẽ chọn tiếp theo này. Bây giờ mình sẽ tải lại Facebook nhé. Mình sẽ tiến hành cài đặt này. Đăng nhập này. Mình sẽ chọn là yêu cầu sau 15 phút này. Đó, như vậy là cái vòng tròn tải xuống của Facebook đã hiện lên như này. Chúng ta đã hoàn tất rồi nhé. Chúng ta có thể sử dụng iCloud này. Rồi là chúng ta có thể tải phần mềm về rồi. Đó, đây này. Mình đã có iCloud như này rồi. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta đã hoàn toàn khắc phục được cái lỗi là không thể tạo ID Apple rồi. Và ok, thì mình sẽ dừng cái video này tại đây. Thì nếu các bạn thấy cái video này của mình hữu ích thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình.